Rồi. Chào tất cả. Chào tất cả anh chị. Trưa ngày hôm nay thì Bảo lại lên thêm một chương trình những phụ kiện máy móc giảm giá nhá. Đó thì Bảo sẽ báo một số mẫu đang còn mức giá tốt để anh chị em mình xài. Rồi đầu tiên nha là thân máy mài pin. Đó mẫu này là hư tem rồi. Đó nó có chỉnh được 3 cấp số luôn nha. Motor brushless xài pin phổ thông nha. Rồi cây này á, thì Bảo bán như rẻ bèo luôn. Đó 350 nghìn đi. Cho nó đi luôn nha. Một một thân duy nhất nha. Rồi tiếp tục. Bộ taro răng này á, chính hãng RLS này. Nó ngon lắm. Đó đi kèm á, là 8 chi tiết đi kèm nha. Đó từ M3 đến là M12. Tức là ốc 3 ly đến là ốc 12 nha. Đó nó sẽ có một số size sẽ không có vì ốc thị trường á, nó hiếm người ta không xài nha. Bộ này tero bằng tay, đó thép CRV cứng lắm. Rồi mức giá 170 nghìn một bộ nha. Bộ này Bảo bán nhiều lắm. Rồi tiếp tục thước thủy nè, đó cân đứng này, cân ngang này. Đo 45 độ 50 là 90 nghìn. Nếu mà anh chị nào á mà mua 60 mức giá là 101 nha. Rồi ngoài ra thì sản phẩm thước này nó sẽ có nam châm luôn anh chị à. Đó nam châm nó hít luôn. Đó anh chị thấy không? Hít vào sắt á, là mình kê vào á, là thả ra bình thường. Rồi máy thổi bụi Makute nha. Makute á, là xài bền lắm. Đó xài công trình này, thổi bụi cầu thang, nhà cửa 600W. Rồi mẫu này á là có thể hút được bụi mà nhỏ nhắn thôi nha, không có to, chủ yếu là thổi thôi. Rồi bên trong có sẵn túi luôn của Makute. Rồi 380 bảo tính 350 đi nha, mới nguyên thùng luôn, vừa mới về. Nếu mà anh chị em nào á mà thích lớn, đó có chỉnh tốc 6 số này, 800W. Con này á thì nó sẽ hút được đậu xanh đậu nành luôn nha, hút đã lắm, khỏe nữa nha. Rồi chỉnh tốc từ 0 đến là 13.000 vòng, có túi đựng bụi luôn. Rồi 750, anh chị em nào á mà mua bảo tính cho 650.000, 800W nha. Rồi tiếp tục nhá. Đó máy bắn vít này, lợp tôn, bắn thạch cao, công tắc ngoài này, thao tác nhanh này. Rồi thương hiệu nội địa Maitan nha, 580W, đầu 10 mm, mà giá có 240 thôi anh chị à, rẻ bèo luôn. Đó bảo hành 6 tháng nữa nha. Rồi tiếp tục bộ bơm xe nè, dùng cho bình nén khí nha, có báo áp nè. Đó anh chị bơm 7 kg là cứ bơm y chang vậy thôi. Rồi gắn bình hơi, bơm xe máy này, xe đạp, xe hơi, xe tải, vân vân. Rồi có vòi báo áp. Rồi 150 nghìn nhá. Rồi tiếp tục khoan tua chậm, đầu lớn là 16 mm, đầu to dữ lắm. Đó đầu này á, anh chị em nào á mặt đánh bột thì cực kỳ khỏe. Khoan bàn này, khoan sắt, gỗ rất là trâu nha. Ba tay cầm luôn, 1800W, hàng nội địa Aulilai nha. Rồi đầu lớn 16 mm. Rồi 550 nghìn. Rồi tiếp tục nha, bảo lên máy bắn cốt X-Power nha. Rồi mẫu này á, là anh chị em nào á mà mua á, thì anh chị em mình sẽ thấy là có báo pin luôn nha. Báo pin đầy đủ như này. Rồi báo phần trăm pin, hai pin này, remote điều khiển từ xa, một đống món phụ kiện đi kèm này, chân xoay này, chân cao thấp này, chân để hít nam châm treo tường. Rồi triệu mốt 90. Anh chị nào mua bảo tính cho là 809 thôi. Bảo hành là 1 năm, 12 tia, 3D nha. Rồi tiếp tục bảo có con máy khoan bê tết nha. Mẫu này á là anh chị nào á mà thích thay thế đầu nhanh là mình mua mẫu này. Đó mẫu này á là triệu 3 nha. Rồi sẵn hai đầu luôn. Đó mình thích khoan sắt này, khoan gỗ, bắn vít là mình xài đầu này. Còn mình thích mũi gài á là anh chị đè vào là xong nha. Đó nó thao tác nhanh lắm. Đó như này là xong. Rồi ba chức năng chính hãng bê tết này, kèm một đống mũi luôn, 3 mũi khoan, 2 mũi đục nha. Triệu 3, anh chị nào mua bảo tính cho triệu 50 nha. Đó con này á
thì bảo thấy là còn có ba con cuối cùng nha, 800W, xài bền lắm nha. Rồi tiếp tục nha, thùng đồ nghề LS này, đó viền thép xung quanh chắc chắn, đựng được bốn con máy mài cầm tay là chuyện bình thường luôn đó. Hoặc là anh chị đựng được hai ba con máy khoan một lúc, hai tầng, thùng 20 in, dài là 46, ngang 22, cao 20 nha. Rồi inox này bên trên sẽ có là hai hộp đựng ốc vít ba ke luôn, xung quanh là viền thép này, tay cầm anh chị mình á, cái mà phần khóa để khóa hộp cũng viền thép luôn. Rồi mức giá là 350, bảo tính 300. Tiếp tục là bơm đạp chân nha, đó anh chị à, bơm bằng tay nha, đó chính hãng LS luôn đó. Cái này á, là anh chị nào ở vùng sâu vùng xa này, đó tiết kiệm chi phí, chưa có bình nén khí này kia là mình mua bộ này về bơm xe máy, xe đạp, xe hơi, xe cày vân vân, piston dài lắm nha, hành trình nó cũng dài đó. Kê như này mình bơm hơi khá nhiều nhá. Rồi 250 nghìn, anh chị nào bơm á, à mua á, thì bảo tính 150 nhá. Rồi có báo sẵn ký ở trên luôn, có đồng hồ luôn. Rồi tiếp tục máy cắt sắt rẻ lắm anh chị ơi, đó hàng bảo để ra review, anh chị nào mua kiểu 350 này, bảo tính cho anh chị em mình á là triệu mốt 90 thôi, triệu mốt 50 đi cho nó nhanh. Rồi 2300W này, lưỡi lớn 355, khung đế chắc chắn nha. Đó rồi anh chị nào mua thì con này đã lắm đó, có lưỡi nha, cho lưỡi sẵn luôn để mình xài. Rồi cắt sắt Osaka, tiếp tục là sản phẩm máy bắn cốt 5 tia xanh nha, con này sáng dữ lắm đó, 5 tia xanh bắn ngoài trời nắng là xuyên 40-50 mét, nắng gắt cỡ nào tâm ruồi nó cũng xa nha, sáng đẹp nha. Rồi một pin, một sạc, một máy bóng led X power màu đỏ, bảo tính 600 thôi. Rồi trưa ngày hôm nay cũng khá nhiều sản phẩm, thì anh chị em nào á, cần sản phẩm nào có thể liên hệ để chốt đơn. Rồi bảo cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem clip này đó, mua những món hàng công ty bảo đang giảm giá. Rồi bảo xin kết thúc video tại đây.